Sao anh Nhật xin chào cả nhà. Em vừa dọn xong tiếp được một con TR8 hàng tuyển chọn nước một rất là đẹp các bạn nhé. TR8 nguyên zin 100%. Em để mã số 2 hình thức mặt mica rất là đẹp các bạn này, mã số 2 các bạn nhé. Hình thức đẹp nguyên zin hết. Bây giờ cái dòng TR8 này nhập khá là khó các bạn. À, nhập lưng tôn thành vách rất là phẳng. Rất phẳng luôn. Hàng nước một loại đẹp. Đời 2015, series 1318, đẹp luôn, nhìn hết, mica đẹp, nó bọc luôn các bạn nhé, nội ngoại rất sạch đẹp, sạch sẽ, rất là nóng, TR8, em bán là con này là 5 triệu các bạn nhé, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Và có nhu cầu có 3 lô nhé. Phí vận chuyển đi toàn quốc 150.000 ạ, biến áp 500, hình thức mua bán đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán nốt. Chào các bác.